Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình này góp nhận năm 65 tóc cần Bobo từ sáng bowling nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả thứ nhất của mình, các bạn xin chào kênh Telegram và follow kênh Seller nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn click vào phần link nhiệm vụ thì các bạn để phần link mô tả cho bạn. Các bạn click phần link thứ ba, các bạn follow Twitter nha các bạn. Các bạn tiếp tục like và tweet nha các bạn. Rồi các bạn kích dẫn là ba người bạn nha các bạn. Rồi mình quan tắt tắt lại, mình kích dẫn cái tài quyết này các bạn. Các bạn tan ba người bạn vào người ta các bạn. Dự án này khá là dễ làm đó các bạn. Các bạn thông cảm các bạn, G1 mình không có sell lên cho tất cả các bạn được. Vì quá trời nhiều dự án mình sell hết kịp luôn. Hiện tại G1 có liên phơm gấp tiền mà chưa phân phối các bạn. Thấy nhiều bạn đang gấp tiền. Rồi các bạn giải xíu các bạn. Rồi các bạn tan ba người bạn, các bạn tự quyết lên các bạn. Sau khi các bạn tự quyết xong, các bạn list chiếc phần link ba thứ hai của mình, phần link mình đi mô tả liên phơm các bạn. Mà mở liên phơm ra các bạn nhấp vào trong đầu bằng điện địa chỉ email của các bạn. Dòng thứ hai thì các bạn điền username Twitter, các bạn vào trang cá nhân mở Twitter và trang cá nhân sẽ thấy username Twitter tất cả các bạn nha mọi người. Các bạn mở quanh nữa. Tiếp tục thì các bạn vào setting copy username cho tất cả các bạn. Các bạn chọn dòng nha mọi người. RC20. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với RC20 trên địa chỉ chocolate này các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ chocolate mình ra các bạn. Thì các bạn copy địa chỉ Ethereum này các bạn, mang sao chép địa chỉ này nè các bạn, gắn bắt vào ra trong form. Dự án này khá là dễ làm mà đơn giản đó các bạn. Bạn có chút ít làm đi mai chịu về là khá khá đó nha các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm gỡ là xong. Ok, vậy đã hướng dẫn các bạn theo dõi chương trình này góp nhận 65 token Bobo. Đến đây cũng kết thúc. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và mình hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.